Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pond Gaming. Trong hai video trước mình đã phá đảo Geometry Dash, Meltdown và Sub-Zero, hai phần game miễn phí nhưng cực kỳ chất lượng của Geometry Dash. Còn trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục phần game miễn phí cuối cùng, đó là Geometry Dash World. Tuy nhiên, World là phần game cực kỳ dễ nên là mình sẽ làm một thử thách nho nhỏ, đó là phá đảo 10 màn Geometry Dash World trong vòng 10 phút. Mình nghĩ ra ý tưởng này khi hoàn thành màn đầu tiên trong chế độ luyện tập, thấy nó khá dễ nên mình đoán mấy màn sau cũng thế và quyết định làm thử thách này. Mình hoàn toàn không biết trước những màn sau có gì nên đây là một bài kiểm tra khả năng phán xạ. Hy vọng là khả năng phán xạ của mình đủ tốt để hoàn thành thử thách này. Trước tiên mình xin cảm ơn một bạn khán giả đã donate cho mình. Anh chưa có người yêu nha em, người như anh ai mà thèm yêu. Đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược ngay khi chúng ta bước vào màn đầu tiên. Với toàn bộ sự tập trung, mình đã có một khởi đầu thuận lợi và không mắc bất cứ sai lầm nào. Đầu xuôi thì đuôi chắc chắn sẽ lọt. Khi bắt đầu những thử thách này thì chúng ta không được phép nghi ngờ bản thân, phải luôn tin tưởng rằng mình có thể làm được. 10 màn trong 10 phút nghĩa là 1 phút một màn. Một màn chơi thường sẽ không dài tới 1 phút, nhưng càng về sau các màn chơi sẽ dài hơn. Tính đi tính lại thì mình cho phép bản thân có quyền thất bại một lần mỗi màn. Cập nhật tình hình là mình đã đánh bại con demon thứ hai là Deadlock. Đây cũng chính là màn khó nhất trong Geometry Dash gốc. Chỉ còn đúng con demon cuối là Theory of Everything 2 là mình có thể kết thúc tựa game này. Mặc dù dạo này rất bận nhưng mình vẫn cố gắng lên kế hoạch đánh bại mấy con demon đó. Và với kinh nghiệm dày dặn trong Geometry Dash gốc thì thử thách này với mình không khó. Với điều kiện là mình phải thật cẩn thận và tập trung. Màn số 2 mình vẫn không mắc sai lầm nào và đánh bại ngay lần thử đầu tiên. 1 phút xong 2 màn, tốc độ này là rất tốt. Sang màn 3 thì mới vô mình đã chết. Khá là lãng xẹt nhưng không sao, mình cứ chơi tiếp thôi. Màn này hơi khó hơn 2 màn trước nhưng mình vẫn duy trì sự tập trung cao độ và đánh bại nó ngay lần thử thứ 2. Chúng ta vẫn còn 8 phút để đánh bại 7 màn còn lại. Màn 4 là một màn tàu lượn. Mình điều khiển cái tàu lượn này rất ngu nhưng vì đây là Geometry Dash World, phần game Geometry Dash dễ nhất nên màn này cũng không quá khó. Mình đánh bại nó ngay lần thử đầu tiên. Chúng ta còn 7 phút 30 giây cho 6 màn còn lại. Màn 5 có độ khó cao hơn rất nhiều so với 4 màn trước. Đặc biệt đoạn trọng lực đảo ngược này làm mình hơi giật mình và chết ngay khúc 39%. Nhưng không sao, mình vẫn còn dư dả thời gian nên không có gì đáng lo lắng. Mặc dù phải nhảy rất nhiều nhưng mình vẫn duy trì được sự tập trung và hoàn thành màn 5 trong lần thử thứ 2. Chúng ta còn 6 phút 30 giây cho 5 màn cuối. Một lợi thế rất lớn đã được mình tạo ra. Nhưng đừng quên rằng càng về sau các màn chơi sẽ khó hơn và dài hơn. Màn 6 là một màn UFO. Khi bấm vào màn hình, chiếc UFO này sẽ nhảy lên. Nhìn chung cơ chế này khá dễ nắm bắt. Vấn đề là đến đoạn này mấy cái gai nhảy lung tung làm mình bị rối và mình chết ngay khúc 71%. Đến đây thì có một chi tiết rất thú vị. Mặc dù đã chơi game được một khoảng thời gian nhưng mình không hề biết đến sự tồn tại của shop. Trong shop bạn có thể mua cái skin mới để làm trò chơi thú vị hơn. Do là mình chỉ tập trung phá đảo game nên đến bây giờ mình mới nhận ra điều này. Thế là mình dành khoảng 1 phút để lướt Shopee sang sale. Shopee. Ngày này thì mình sẽ dừng đồng hồ và không tính giờ. Quay trở lại trò chơi. Ở lần chơi thứ hai thì mình đã tập trung hơn và đánh bại nó. Chúng ta còn 5 phút 20 giây cho 4 màn cuối. Mọi thứ vẫn đang rất ổn. Chỉ cần mình tập trung và bình tĩnh là thử thách này mình bỏ túi ngay. Màn 7 có một giai đoạn đảo ngược là mình mới tập trung và trừ tay nên chết lúc 24%. Không sao, cứ tập trung chơi tiếp là được. Nhưng tai hại đã ập đến. Mình lại tiếp tục chết lúc 72%. Một sai lầm tai hại khiến mình chỉ còn 4 phút 38 giây cho 4 màn cuối. Đây là lúc chúng ta cần hết sức bình tĩnh và tập trung chơi thật tốt. Nhưng đó chính xác là điều mình đã không làm được. Mình lại tiếp tục chết ở 81%. Và sau đó là chết, 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 chết. 4 lần chết theo những cách hết sức lãng xẹt. Mặc dù ngồi nói đạo lý thì hay nhưng bản thân mình đã không thể giữ được một tâm lý tốt. Mình đã hoàn thành trong lần thử thứ 8. Hậu quả thật sự rất tai hại. Bây giờ chúng ta chỉ còn 2 phút 35 giây cho 3 màn cuối. Chúng ta thật sự phải chạy đua với thời gian. Đây không phải là lúc để cảm xúc lấn át lý trí. Đây chính là khoảnh khắc định đoạt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại. Màn số 8 chính là một màn trái banh. Bấm vào màn hình thì trọng lực sẽ thay đổi. Những đoạn trái banh thường phải bấm vào màn hình rất nhiều lần và canh thời gian thật chuẩn. Mình đã hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và hoàn thành ngay lần đầu tiên. Chúng ta còn đúng 2 phút cho 2 màn cuối. Mình không được phép mắc bất cứ sai lầm nào. Và mình đã làm được điều đó trong màn 9. Màn này có trọng lực đảo ngược và tàu lượn. Hai thứ rất nguy hiểm và rất dễ mắc sai lầm. Tuy nhiên, sự tập trung cao độ đã giúp mình đánh bại màn 9 ngay lần thử đầu tiên. Chúng ta còn 1 phút 20 giây cho màn cuối. Thời khắc đã đến rất gần. Nếu không phải bây giờ thì không bao giờ cả. Nhưng khúc đảo ngược trọng lực này làm mình chết 2 lần liên tiếp. Không quan trọng, đây không phải là lúc ăn mày lỗi lầm. Chúng ta vẫn còn 1 phút 5 giây. Tuy nhiên, mình lại tiếp tục chết ở khúc 29%. Chúng ta chỉ còn 52 giây. Đoạn wave này mình chết không hối hận, vì để đánh bại được wave ngay lần đầu là rất khó. Chúng ta còn 26 giây và mình cũng đã nhanh chóng ghi nhớ hình ảnh đoạn wave đó để chuẩn bị tinh thần cho lần thử cuối cùng này. Nếu mình chết một lần nữa thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc. Thank you.
Thời gian đã hết. Thật sự rất đáng tiếc vì chỉ còn 5-6 giây nữa là mình đã hoàn thành thử thách. Trong thử thách này có hai chỗ sai lầm chí mạng. Thứ nhất là việc mình tốn tận 8 lần thử mới đánh bại màn 7. Thứ hai là mình chết 3 lần ở màn cuối này. Cái chết ở đoạn wave không đáng trách vì gần như không thể đánh bại wave ở ngay lần thử đầu tiên được. Tuy nhiên, ba cái chết ở 12%, 15% và 29% là rất đáng trách. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của thử thách. Và như vậy là mình đã thất bại trong thử thách đánh bại 10 màn Geometry Dash World trong 10 phút. Nhưng không sao, nó là một thử thách khá vui. Hy vọng mình sẽ sớm đánh bại Geometry Dash gốc trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe, hoặc tốt hơn nữa là donate. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.